Hello, xin chào cô chú anh chị đến kênh chăn nuôi bánh tra nè. Hôm nay đến nhà này sẽ ở sản bánh tráng mật tê của bánh tra ha. Ghi hình cho này là cặp bò tơ nè, con chữa tơ với con lứa ha. Con lứa tầm 13 tháng, hai bò này lăn cỏ thì chưa lót gì hết, chữa 3 tháng ha. Đó, giờ mời cô chú nhìn xem nội dung, thấy cả nghĩ mua thì liên hệ nha. Nè, hai con rất là đẹp. Giờ hình ảnh nè, hai con bò này chiều cao là 1m32 đo nghe không sao nha. Nếu mà tính ngay sái là 1m20 rồi chú anh chị. Ngay sái chừng 1m25 ta lại thôi ha. 25 24 vậy hả? Còn nếu mà đứng mà đo ngay không sao là 1m32. Em đo con tơ tốt, con này tầm 13 tháng tuổi nè. Lăn cỏ chưa rớt gì hết luôn nè. Đó, tơ trong luôn. Con này thì mình mua về chừng tháng 2 tháng nữa lên giống rồi mình vô nọc phủ nọc luôn nè. Đây. Đầu thôi tự sái đầu nghiêm chỉnh, sái lưng hoàn thiện cô chú anh chị. Đó, lưng dài đít nó đặt ghê không? Đây nè, đặt bò nha. Đó, tơ liền ha. Chân trước nè, chân cẳng liền lạc. Đó, đúng luôn chú anh chị. Chân sau nè, của chú anh chị. Thấy chưa? Đó, thì con này hang này em đo chiều cao là 1m32 hết nè. Đây, một màu thì không lem bớt điểm mi gì hết. Đó, đít nè, thấy không? Bản đùi nè nè. Hai này hang bô xin nha. Đó, hang màu bô xin. Quay tiếp, con này thì chữa 3 tháng nè. Chữa lít men ha. Con này anh của nhà anh cấy lít men nè, bu xin cái đất men, sau này là con là đẻ ra rất con cái là khỏi chơi luôn, lên tàn dữ ha. Nè, chân trước nè cô chú anh chị, chân sau nè ha. Đó, rúng hơi cạn ha, luôn rúng chuyền dây mà hơi cạn nè. Thì con này chữa 3 tháng, tao chữa chưa rớt răng luôn. Thì con này thì đặc biệt con này thì là em bán là bao chữa ha, bao chữa bao khám về trong vòng 3 ngày cô chú chị mới khám lại cho em. Đó, không lưng có đó nè, không lông da nhuyễn nhừ luôn. Đây, thì cặp bò này á, anh chú nhà anh muốn bán giá là 50 triệu ha. Đó, cặp bò tơ giá 50 triệu con chữa. Một con là bao chở ha, con lứa chưa có vô nọc con chú anh chị. Đây, quay tầm xa cho cô chú nhìn thấy rõ nè. Chưa? Hai con mảng đùi đít nè. Đây, hai con là một màu ha, không có lem bớt điểm mi gì hết nè. Mình đặt bò bản đồ lớn cho chú anh chị. Thấy không? Lúng mà. Lúng mà lúng chèn hay cạn cạn ha. Xung xung to. Đấy, hang bịch bô xin nè. Hang này còn phát tàn nữa nha chú anh chị. Chữa mấy 3 tháng còn hang này chữa mà lớn nhưng mà đẻ ra cái là nó phát tàn lên cả đòn dữ dằn luôn. Còn cái đòn của nó là cô chú anh chị thấy không? Cực kỳ. Đó, giá tiền ha. Hai con này anh chú nhận bán cặp này là 50 triệu nè. Một cặp 50 triệu. Thấy cực kỳ đẹp không? Những con chữa ha, con không chữa nha. Những con chữa 3 tháng bao chữa, bao khám về cô chú chị mình trong vòng 3 ngày phải khám lại cho em. Ha. Đây. Giờ hình ảnh nè, giá cả em cũng công khô. Rồi ha chú anh chị. Con chú chị mà thấy ưng ý mua được liên hệ nha. Hai con sao bô xin nha. Đây, cô chú chị mà gần xa ha, ưng ý mua thì liên hệ nha.
đây. Đó. Để tiếp tục hình ảnh anh em lên bộ bô ha, bô chữa là chú anh chị, đây bô mua đó. Con này thì chiều cam đo là 1m40 nha. Đó, chữa được gần 7 tháng rưỡi rồi. Con này chữa 7 tháng rưỡi vô tinh kem chú anh chị. Con này đơm chữa lứa thứ ba ha. Đây. Chân chẳng nè, khung xương to nha. Đó, xương sóc móng sò. Đây. Khung xương to lúng dần lúng dậu nè cô chú anh chị thấy không? Đây. Lúng miếm nè cô chú anh chị. Lúng chèn ha, dài. Đây ta vú nè, xuống vú rồi ha. Chữa 7 tháng 7 rưỡi rồi. Đơm chữa lứa thứ ba vô tinh kem nha. Thì con này chữa bên em bao lòi lú là tới đẻ của chú anh chị, tới ngày xào một nước ha. Em bao lòi lú là em bao tới ngày đẻ, là ngày lú ngày mà nó chuyển dạ đẻ là tới ngày lú nước ha. Đó là em hết nhiệm vụ, còn cái chữa về 3 ngày cô chú anh chị mới thăm khám lại nha. Sa tích nghiêm chỉnh đây, bò là bò bô nè ha, bô man đó, thấy không, sai lưng nè cô chú anh chị. Con này thì ta nó để là một không nè, màu lên giống là lai của chú anh chị ha, lai đó đó. Con này chủ nhà nó đang chữa mà lứa thứ ba ha, chữa được 7 tháng 7 tháng rưỡi rồi, gia đình kem nha. Nhắc lại chuyện lòi lú đang bao tới đẻ, nay chữa 7 tháng 7 tháng rưỡi rồi thì mình bao tới đẻ ha, còn chữa thì về trong vòng 3 ngày cô chú chị phải thăm khám lại cho em. Đó, chiều cao bò này đo là 1m40, đo ngay hông sao nghe, còn mà đo ngay sái là 1m30 mấy 35 nha chú chú chị. Đó đây, hiện bò này anh chú nhà ông bán giá là 38 triệu đó ha, giá 38 triệu nè. Đây con này thì có một cái bớt ngay cái điểm mi trắng, bớt ngay cái dài nè. Ha. Giờ thì mình cấy bò lai thì bớt rồi, mình cũng chăm chế cho chú anh chị. Lai thì cũng bớt giá tùm lum ha. Cấy bò lai thì bò gu mình cũng chăm chế. Giá bò này giá cực kỳ rẻ nè. Có 38 triệu à. Chân cẳng thấy không? Đây. Lúng nè. Chân trước là cô chú anh chị. Đó, giá 38 triệu ha. Ăn uống bình thường mạnh đùng luôn. Đó, bao bệnh nha chú anh chị bò nè. Bao kỳ tích. Gu bật nha, nó qua nè, vú xuống bao phòng hết rồi thấy không. Con này chú nhà nó chữa 7 tháng rưỡi nha, màu mà đỏ mặt nha. Nó hơi dở cái có điểm bớt mấy anh kia, nó bị mất giá trị chút nha. Rồi giá này 38 triệu, giá cực kỳ rẻ của chú anh chị. Đi đâu kiếm bò này như vậy 38 triệu chú anh chị. Cao 1m40, thịt đầy đặn luôn nè. Đó, bọng đùi nó lớn thấy không, thả đòn dài đít nè. Thì bộ bò em quay cái tầm xa về cho cô chú nhìn thấy rõ ha. Đây chân cẳng nè, liền lạc cái chú chị, ngọt màu nha, cụm mình đít nữa không, bản đùi lớn nha, đùi đít trong lưng của chú anh chị. Đây ha, à xa tích là nghiêm chỉnh nha chú anh chị. À sải lưng nghiêm chỉnh nha, trong lưng của chú anh chị thấy trong lưng nó không, đây thác thằng ha, gu nè, ra ngoài lùi mũi nhiều mọng, liêu tới lùi cũng vậy, mọng bự không. Đó giá tiền nào một con này là 38 triệu ha chú anh chị. Đó thì mong cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua liên hệ nha. Bao tạc lỗi khung xương to rồi, ở ngoài nó mỏng quá trời mỏng của chú anh chị. Đó thì mong cô chú anh chị mình xem ưng ý mua liên hệ nha. Đây nó quay tầm xa nè, bò rất là lực, chiều cao là 1m40, bò tạc lớn đằng độ luôn chú anh chị. Bô ha, dạng bộ bô quá. Đó, mấy con bô tây này hiếm lắm của chú anh chị ha.
Đây. Mong cô chú chị ở gần xa mà thấy ưng ý mua bò này thì liên hệ nha. Này, chân cẳng nè. Nó nhắc lại dần khung xương rồi xương to. Không có bú bắp xe xuống luôn xuống luộc hết, không có sò ha. Trên sao nè. Thấy không? Cầm đứng thẳng luôn. Đúng chèn nha chú anh chị. Đúng chèn bản, đẹp kiểu mẫu. Tỏ cái nó hơi có cái bớt nha, nó bớt á. Giá tiền cũng mềm ha, 38 triệu mà bự nè, trần dần thấy không? Mong cô chú anh chị mình xem ưng ý mua liên hệ nha. Bản lùi lớn nữa, thấy không? Ui cận cảnh nè. Lông da sắc rạc, da mỏng lông nhuyễn ha. Đây. Đẻ con cực kỳ mắc sữa luôn. Lâu lâu có con bò lớn thì mình lẻ tiền nhiệt của chú anh chị. Nhanh tay nhắc máy chốt ha. Anh chàng trời làm mắt á. Thấy không? Ưng ý là gọi ngay liền. Để sở hữu con bò này đẹp ha chú anh chị.